cả nhà. Hôm nay mình em làm cái bột bánh canh nha cả nhà. Mình làm bột bánh canh để mình ăn bánh canh nha. Đó. Thì mình chuẩn bị bát nước lên. Rồi. Thì ở đây mình có bột gạo này cả nhà. Đây. Cái này bột gạo, cái bịch này là nó 400g. Thì mình làm ít thôi cả nhà, mình làm khoảng 300g thôi ha. Mình đổ bột ra. Mình chừa bớt lại 100g đi. Đó. Nhiều quá mình ăn không hết cả nhà. Rồi. Thì ở đây mình còn cái bột năng đó cả nhà. Thì mình cho cái đây khoảng 100g bột năng cả nhà. Mình cho 30 luôn ha. 300g gạo, bột gạo và 100g bột năng. Bữa mình làm với mình còn. Đây mình cho khoảng 4 cà phê muối vô nha cả nhà. Đây mấy cái cục cải rốt hồi mình nấu súp nè cả nhà. Cái này súp mình có sẵn đây. Rồi. Ở đây mình pha bột bằng nước nóng nha cả nhà, nước mình nấu sôi á. Thì mình chế từ từ vô nha cả nhà, mình không có em mình không có lường bao nhiêu á. Bắt đầu mình chế từ từ vô nè. Mình làm để mình lấy trùng á cả nhà, cho bột nó dẻo. Mình chế từ từ vô nè. Mình chế khoảng thêm chút xíu nữa là mới được. Đó, mình làm mình chế 4 lần á cả nhà, mình canh mình chế 4 lần. Bột nó bắt đầu mềm rồi đây cả nhà. Ở đây dầu ăn á cả nhà, mình cho khoảng nửa muỗng canh dầu ăn vô ha, để cho nó bốn cái bột á cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ làm bằng tay nha. Mình bỏ cái này ra đi, nhờ bằng tay. Mình chế nước sôi là mình lấy trùng mình bỏ qua cả nhà. Mình cho cái bột nó mềm, nó dẻo. Giờ mình nhồi bằng tay dễ nè cả nhà. Nóng mình phải mang bàn tay vô đó, mình mới làm được cả nhà. Mình làm nước sôi á. Nước sôi luôn chứ không phải là nước nguội nguội thôi cả nhà. Nóng nha. Sau một hồi nhồi bột với cả nhà thì bột nó đã được rồi đó. Thì giờ mình để đây cho nó khoảng 50 phút gì đó cả nhà, cho bột nó nở ra. Rồi mình sẽ luộc nha cả nhà. Ở nước sôi là mình luộc được đó cả nhà. Giờ mình bắt cái nồi nước lên, nồi súp lên nè. Đây là cái nồi súp mình nấu sẵn rồi cả nhà. Sườn heo mình và mình này cả nhà thấy sườn heo mình luộc và mình nấu nước súp thôi, giống như mỗi ngày thôi cả nhà. Rồi cả nhà, nước mình nó sôi rồi nè. Đó, bây giờ mình bỏ củ cải vô cái nồi súp mình nấu nha cả nhà. Đó, mình nấu cho nó chín. Rồi bây giờ sẽ luộc cái này, luộc vuông ấy mà giờ mình bỏ phải
bỏ nước đá vô cái này trước cái đã. Mình lấy nước đá. Cái lỗ nó dẹp dẹp cả nhà. Cũng ok. Cái này nó kêu mà canh tưởng là cái nồi nước. Cái bột nó xuống nó kêu bạch bạch bạch. Thật sự cũng lẹ cả nhà ơi, chứ không có lâu. Nó sôi lên. Bánh canh này bánh canh mỏng. Giờ nó nổi lên nó chín cho mình vớt ra cả nhà. Nó phải bỏ vô nước lạnh. Mình làm cũng xong rồi, nó cũng chín hết rồi cả nhà. Giờ mình vớt ra tô ở đây. Mình làm được một tô bự luôn. Mình rửa lại nước lạnh nha cả nhà, rửa lại nước lạnh. Cái đồ làm bánh canh này nó hơi nhỏ đó cả nhà. Lỗ nó hơi nhỏ. Bữa nào Trang phải ra đời kiếm cái lỗ là lỗ bự hơn tí nữa. Thì mà cũng ok. Rồi. Đó. Thì mình xong rồi nè. Thì mình rửa nước lạnh lại nha cả nhà. Rồi. Mai mình bây giờ chắc mình không có ăn tại tối quá đó cả nhà. Rồi ngày mai mình sáng dậy ăn sáng đi. Đây là nồi canh của mình nè. Canh củ cải với sườn non. Vậy thôi. Súp củ cải với sườn non thôi cả nhà. Vậy đó. Rồi ngày mai mình ăn. Sáng mình ăn nha cả nhà. Cái đồ đủ gì ngọt chứ không nói gì vậy. Em nghe nói mè ngọt lắm mà nó chưa ngọt. Làm lại được ăn sáng nha cả nhà. Thì theo cái chương trình của anh làm, anh làm á buổi nào thì được. Có khi đi làm trễ mới được ăn sáng. Còn đi làm sớm quá làm sao được ăn sáng? Vậy đó.
Thì vô chương trình. Chương trình mà lá rau má nè cả nhà. Mới sáng rồi. Ừ. Để bút gã đi. Ăn cả nhà. Ủa anh đọc tiêu à? Chờ kể máy. Đây là gì vậy? Bánh canh này nhớ lên nè mời. Đây mà ba mẹ mời cha mời mẹ mời cả nhà. Bánh canh đó. Ngon ngủ không? Tại vì cái thử ăn nấu thì được rồi. Cái khuôn của mình nhỏ quá. Nè, thêm ngon đó. Nó ăn rồi hả? Ừ, ai không biết này hơn. Mình chứa trà là cả nhà. Hôm nay mình làm bánh canh hồi tối. Thì sáng mới ăn. Hồi tối với đứa con ăn. Tối quá. Xong rồi 11 giờ rồi ha. Ớ, không có ớt hả cha? Em nói là em lấy cho ớt giấy trà thức uống. Em buổi sáng trong nhà thì có trà rồi đầy đủ. Còn có chút trà ăn ở ngoài sân là nước lạnh thôi. Có trà. Giá yeah. Là miếng đi thức hẹo. Nhiều quá à. Bỏ vô nữa cao không hết. Ngon không? Củ cải ngon không? Củ cải ngon nhờ nước á. Nhờ tưới nước á. Củ cải này nhờ em đọc rồi cả nhà. Ăn ngon ghê sợ. Ăn củ cải mà nước mắt chảy ngược luôn cả nhà. Hàm nước quá. Tháng nào cũng được phạt nước để cái mà thôi. Rền quá, cả nhà thì ghét. Rền nước. Ừ, ăn gan ớt này chưa? Đang ăn rồi. Cay rồi nha. Nó sẽ mỏ lên nè. Một miếng cay quá. Sáng có tô súp nóng nóng thì ngon quá cả nhà. Hôm nay em đi đổ xi măng cả nhà, cho nên em cũng phải đổ đàn trước. Cô Ngọc Ánh nói anh mật với em làm ngọt cho ăn. Hy sinh vì sự nghiệp cô ơi. Hy sinh vì YouTube của vợ. Vợ làm YouTube ăn không mập quá trời luôn. Đó là phước đó thôi con. Được thử phước à. Cô Mai cũng vậy. Em thấy cô Mai với chú á. Hồi xưa chưa làm YouTube con đói luôn con. Quá đói à. Quá đó luôn á. Thấy thấy cô Mai với chú á ăn
thì mình nói chết rồi, thấy thương quá à. Hai ông bà không biết ăn nổi không. Tội nghiệp, tội nghiệp mấy người làm YouTube ăn uống quá à. Làm ra phải ăn chứ, đâu phải mình làm món mình không ăn. Làm là món mình ăn được mình mới làm. Mình thấy không món nào mà ăn không ăn. Đúng rồi, ăn dễ hơn. Bạn ngủ mà nói làm có cái ăn thờ, bạn ngủ không có làm được tại vợ không ăn. Cho nên bạn ngủ làm cho được cái gì vợ ăn thôi. Ẩm thực gia đình chứ không phải là mình làm ẩm thực nói chung chung là vậy. Nếu như mình ăn được thì làm chia sẻ vui chơi á cho bà con cô bác mình xem. Những cái giờ mà đi làm việc về mệt mỏi người xem tụi em rồi có ý kiến thì mai nấu đồ ăn ăn hen. Đúng lắm, xem ủng hộ tụi em làm YouTube nha cả nhà ha. Mấy mới bưng ra em nấu nhiều giờ nó hết rồi cả nhà. Mấy cái kênh khác cũng lệ cả nhà xem cho mấy cái bình luận cho mấy cái cả nhà vô đó là chắc là coi giúp dân giùm mấy bạn nha cả nhà. Mấy cái nhà chỗ mà dưới em comment hay bình luận á là toàn những bạn làm YouTube không á. Cái này mình biết bấm cho nó xem ủng hộ. Nói chung ủng hộ cho tất cả. Nói chung ở bên đây chỉ vậy thôi cả nhà. Chỉ làm xong về coi TV chút xíu rồi xong rồi đi ngủ vậy thôi chứ. Cái bạn ở miền cái đó nó buồn chắc. Ở miền ngoài chút xíu chứ ngoài cỡ nó ở đâu trồng Macca. Em không biết Macca cái trái chưa từng ăn luôn á, chưa từng biết luôn á. Cái này đi về mà có gì chắc lội lên tới nhà bạn quá. Ăn thử cái trái Macca. Mà chụp hình lên, để lên cho mình coi. Nó cho người thứ có một trái em cũng chưa bao giờ thấy. Cày Macca, Macca. Cái Macca thì có thấy không? Cái Macca có bông. Thì vậy mà nó chưa thấy trái rồi chứ anh không nói có không. Đến sáng là để ý cái bạn nhân Lê ở bên Vĩnh Long, mình làm hướng mình Vĩnh Long, bạn với bạn 16 như bắt cá thấy ham gà rài bìm bìm nữa. Ông của em không? Đừng đạt mình đâu các. Phúc ai nghe hưởng. Ok. Bánh canh nó hơi bị gãy chút nhưng mà nó ngon ha. Đúng rồi. Nó mềm. Nó gãy là tại vì cái bột nó mỏng quá. Có lẽ nó mềm rồi nó mềm nhỏ rồi nó thấm. Ăn nó ngon được. Ngày mình không có đi chợ đó, cả nhà mình lấy bột của mình làm đi ăn. Mà mình không có bột. Mua bột để sẵn. Sẵn bột mình để lâu được. Rồi. Ừ. Còn bánh canh này thì không được, ngoài chợ. Không đi chợ sao có sườn. Thì lắm lắm rồi bỏ vô tủ đông lạnh. Nói vậy sặc liền phải không? Để bưng tô nó mắc cỡ được phụ cho. Trong kỳ nãy mình thấy tô mình nhiều lắm mà sao mình ăn cái tô này tô nhỏ quá mà thụ nhỏ vậy tô nhỏ. Anh thấy vậy mấy cái củ cải nó chọc chọc lên. Người ta nói ăn rồi không được ăn la xét nha. Là gì? Là ăn mấy cái trái cây khoảng để lâu lâu mới được ăn. Tại vì những cái đó nói về mấy người Mỹ đâu những cái đâu phải đúng ra là phải như vậy.
không phải buồn. Theo khoa học á, tại vì bao tử mình với thức ăn đó là nó tạo ra một chất axit để nó nghiền thức ăn, mà có những cái trái cây này vô là nó chống lại nha đó, nó không có đúng cách. Nhưng mà để em nghe em đọc kỹ rồi em mới nói được, là em hiểu sơ qua là đại khái mình không ăn được thôi, đợi khoảng tiếng sau hay ăn. Khi mà hai cái thức ăn này nó vô nó tiêu quá một lần đó là không đúng. Mà ở Mỹ chờ 15 phút sau đi làm mất tiêu rồi, còn đầu tiên thì ở, nhưng mà được, cho nên mình mới bị bệnh đó, đúng không? Biết rồi. Mà mình có được ăn trái cây lần nào? Còn lúc đó đói mới ăn mà. Như quá đáng không tê được tài. Ăn. Ừ, ăn cái nỗi mà tê tay. Nói em ngủ tay bị tê nha. Ừ. Biểu hiện của chứng là cholesterol. Cố gắng làm sao đừng bị bệnh mỏi mà. Nước trà ngon ghê. Này chỉ ba uống nước trà phải. Bên cạnh ngon. Ngon thiệt. Khi mà nghe cái bột nó thấm. Ăn hết đâu bây giờ ăn cái đâu rồi. Em nói em bút có chút mà. Mà tại em thấy mấy cái củ cải nó dựng đứng lên vậy nè. Nó mới vậy á. Tầm 3 lít củ cải, 3 cái chậu củ cải ăn được nồi canh cả nhà rồi. Ở nhà anh Dũng ăn cũng xong rồi, anh Dũng ăn một tô mốt. Một tô mốt tóc bò luôn em. Cảm ơn cả nhà. Mới sáng rồi đã xem và ủng hộ em nha cả nhà ơi. Tạm biệt cả nhà ơi, cứ nghe em cho em một like, một nhớ bấm like với một cái comment này cả nhà. Ly, nhớ bấm đăng ký nha cả nhà. Rồi, Ly với like sẽ subscribe anyway. Thank you. Cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà giúp đỡ bấm like. Ok. Bye bye. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà vui vẻ, bye bye. Cả nhà đình nhiều người thân. Bye bye. Bye.